người một mẫu đèn laser mới. Mẫu đèn này có tên gọi là đèn laser DJ Royal K02. Đèn có thể quét tia chiếu hình 7 màu, đặc biệt nó sẽ có những cái hiệu ứng quét tia 3D rất là ảo. Đây là một cái dòng đèn laser 7 màu. Mọi người có thể mua trang trí trong quán bar, vũ trường, quán bia club, hoặc là có thể trang trí cho những cái sân khấu đi show, những cái sân khấu ca nhạc, đám cưới lưu động. Những cái dòng đèn laser này thì mọi người có thể kết hợp thêm máy phun khói để những cái luồng tia của đèn nó để sẽ được rõ nét hơn. Bên mình có cung cấp những cái dòng máy khói từ 400W. Hiện tại mình đang sử dụng là máy khói 400W và máy khói 1500W và 3000W cho sân khấu lớn. Hiện tại mình đang quay giới thiệu đèn thực tế tại studio công ty BH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc ngày hôm nay đó là dòng loa Boa L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.